đội nào làm ảnh số sẽ được cộng điểm. Rồi, rồi các bạn thấy êm không? Không êm à? Thế bây giờ mà bạn, bây giờ mà đoàn nào ngủ ngay được bây giờ thì anh sẽ dành cho đoàn đó giành chiến thắng luôn nhá, đồng ý không? Rồi, ngủ chưa là ngủ chưa? Ngủ chưa? Rồi bây giờ đoàn nào ngủ rồi giơ cao lên hai tay của mình lên. Rồi, đó đoàn nào ngủ rồi giơ cao tay của mình lên. Bây giờ trừ hết tên này mỗi lớp mà 50 điểm nhá. Ngủ rồi vẫn giơ tay lên à? Rồi, bên này có vẻ hiểu luật chơi rồi đấy. Rồi, tiếp tục nào. Tàu đâu là tàu ở đâu? Rồi, tàu nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, trái, phải, trước, sau. Rồi, rất tuyệt vời. Rồi, vừa rồi chúng ta đã kết thúc phần thi đấu. Tiếp theo là đoàn tàu thống nhất. Với phần thi đấu này thì đoàn nào tự tin chiến thắng hô thật to. Rồi, bên này hô to nào. Rồi, và phần này thì đoàn giành chiến thắng trong phần này đó chính là